Tiền giấu ở tận thôi mà vợ cũng người thấy. Ôi ta biết tình thế nào đây? Tiền ta kiếm như thế không biết giấu vào đâu, sao giờ đây đau nhức đầu. Đàn ông ta là thế, dù cay đắng sương gió cũng phải trộm tiền của mình tiêu. Ta không mang tội lỗi, sao thân ta giờ đây mang tiếng trộm tiền của vợ con. Ta không mang tội lỗi, vợ ơi anh sai ở đâu, sao cứ bắt anh trộm tiền anh. Ta không mang tội lỗi. Tôi giờ tôi chỉ còn... Anh Hy ơi! Anh Hy, anh Hy! Anh Hy ơi! Em đây, em đây! Ôi dồi ôi, sao anh... Nhà có không ở đấy, đi ra ngoài này làm cái gì? Đang gì à? Mình chăm lại cái món mai Tết cho em. Ôi đấy, khách gọi. Thế nào mà em tìm anh mãi hôm trước gặp chị? Thì bảo chị là định gửi tiền cho chị. Thế mà... Gửi tiền gì? Gửi tiền công của anh ấy! Ôi, chết! Ôi, cái gì? Mày, em có nói gì với chị không? Khổ quá, chả biết bà ấy đi đâu mất hát hải. Em gọi mà bà ấy bảo đứng lại em nhờ tí. Bà ấy lại cứ thế thôi, mà chạy đi. Thôi thế thì được rồi, thế là còn mày đấy. Mày, sao lại mày? Nhớ em mà gọi được mà em đưa tiền cho chị thì chết anh. Có gì đâu mà chết gớm. Của chồng thì công vợ. Tiền đằng nào trả vào một quỹ. Công vợ cái gì? Bây giờ em biết rồi đấy. Cái cảnh đàn ông của bọn anh ấy, chứ đi kiếm được 10 đồng về nộp siêu cho vợ 8 đồng. Nếu mà không giữ lại 2 đồng là mình không có cái gì để mà trang trải cái cuộc sống này đâu. Thế là ý anh là muốn có quỹ đen cái gì? Thế thì chả ới em, phải nháy nháy em ngay từ lúc đầu bắt đầu nhận việc chứ. Nhớ lần sau ấy, thí dụ mà anh làm cho em một cái gì đấy, tiền nong là em cứ phải cứ đưa thẳng cho anh thôi, đừng để cho vợ anh nó biết. Thôi được rồi, thế cũng được. Em chỉ sợ là vợ anh lại lên hỏi tiền em thôi, chứ còn nếu như mà vợ chồng anh mà cứ thống nhất được với nhau thì em đưa tiền cho anh hay cho chị cũng được. Anh nói với em là, đấy, cái kiếp đàn ông cứ tưởng nó sung sướng lắm nhưng mà nó khổ vô cùng ấy. Có nghĩa là toàn phải trộm tiền của mình tiêu thôi. Sao lại phải trộm tiền của mình tiêu? Chả thế còn gì nữa. Ê, sao lại chả thế? Trộm tiền của mình tiêu, đấy là một cái gọi là truyền thống của đàn ông đích thực ấy, hiểu không? Ôi giời, tiền của mình thì mình cứ thế lấy mà tiêu thì phải trộm. Thế anh hỏi em, kinh tế gia đình, tiền to tiền nhỏ thì ở nhà em thì ai giữ? Em giữ chứ còn ai? Thì là chồng em thì 100% nó cũng không thể khác anh một tí nào. Nó kiểu gì nó cũng phải có quỹ đen, hiểu không? Thôi chứ rồi, anh thấy lão ấy có quỹ đen à? Lão ấy nói chuyện với anh à? Chả chứ... phải nói. Không phải nói gì nữa. Cái lão này về phải chết với em. Sao lại có gì lấy tiền gì làm quỹ đen? Cái loại đàn ông gì mà tiền của gia đình mà cầm tiền ra để tiêu vớ tiêu vật. Lão này cứ để đấy. Không. Anh không để thế được. Anh đàn nói, ông đàn ông. Anh nói là đấy là những thằng đàn ông nó chuẩn mực thì nó mới phải có quỹ đen thôi. Còn thằng đàn ông mà nó trả ra gì thì nó không biết giữ quỹ đen, em hiểu không? Mà sao anh nói kiểu gì mà nó cứ mâu thuẫn rồi lằng nhằng cũng chả hiểu gì ấy. Sẽ chuẩn mực thì lại có quỹ đen mà thằng không chuẩn mực thì lại không có quỹ đen. Thế là thế nào? Thì bây giờ nha, anh phân tích cho em nhỏ nhất bằng cái món tay của anh nha. Là thằng đàn ông chuẩn mực là nó biết thương vợ, hiểu không? Nó đi làm về được 10.000 đúng không? Vâng. Nó phải giữ cho nó 2.000. Thế sao anh nói kiểu gì mà nó cứ mâu thuẫn mông lung ấy? Chứ lại không... Làm gì có chuyện đàn ông chuẩn mực. Ôi, chỉ lại... còn này được. Đàn ông chuẩn mực ấy là nó là biết tự gọi là chuẩn bị cho nó, không phải xin tiền vợ. Vợ mỗi một tí lại đưa tiền cho chồng thì có phải là nó mất danh giá của thằng đàn ông không?
Mà thằng đàn ông ấy, mà nó gọi là không chuẩn mực ấy, thì là những cái thằng đàn ông là nó có bao nhiêu tiền đưa hết cho vợ. Thế là đi đâu, kể cả nó đánh bài, nó bảo vợ đưa cho mà không đưa, nó đấm cho vỡ mồm ấy. Yeah. Này, em nói cho anh biết nha, em thách lão phòng nhà em dám đấm em vỡ mồm đấy. Chẳng qua là nó cũng chuẩn mực như anh. Thế thôi. Chuẩn hiểu mực. Không? Hiểu vấn đề chưa? Vẫn chưa hiểu lắm. Có nghĩa là nó chuẩn mực như anh. Nó biết trộm tiền của mình tiêu. Hiểu không? Đấy, hiểu chưa? Thôi, em không nói chuyện với anh nữa đâu. Nó cứ lằng nhằng mà rối rắm trắng như ra thế nào. Được, đứng đàn bà. Ơ, đây. Dạ. Cái gì nữa? Nãy, mà nãy em bảo em sang đây làm gì ấy nhỉ? Thì sang gặp anh thôi. À, đi quên. Được. Sao lại dễ quên thế? Em quên đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đấy. Tiền hôm nọ tiền công của anh là 10 tờ 100. Ừ. Là 1 triệu. Thì thôi. 18 là 1 triệu. Vâng. Thì thôi chỗ anh em. Thì em trả tiền công cho anh. Mới lại. Đấy. Thôi cứ bo thêm anh gọi là của ít lòng nhiều. Có tí thơm thảo thì thôi anh nhận lấy cho em vui. Nhá. Lại còn thế nữa. Được. Thì đấy. Thì đấy em cũng thấu hiểu mà. Cái này thì coi như đúc túi làm quỹ đen. Cái, được chưa? Làm gì mà cái buổi trưng nhiều thế. Thôi. Đây này. Bây giờ anh về là anh cứ cầm cái này anh vắt vẻ về thôi. Hiểu không? Về gặp vợ là cứ vắt vẻ một tay trái là cầm tiền. Vâng. Cái chỗ này là mình phải để ký vào một chỗ. Hiểu không? Để làm gì hả anh? Để làm gì? Đây chính là hành động của những người đàn ông chuẩn mực. Phải biết trộm tiền mình tiêu. Hiểu không? Thế là thằng nào cũng như thế hả anh? Không phải thằng nào cũng như thế, mà là đàn ông nó phải thế. Chết nhỉ. Quả này về em cũng phải sát sao hơn với cái thằng chồng của em. Này, chứ còn, không... này còn chơi mới thấy nhé. Anh bị chó cắp mấy lần tất rồi. Sao lại chó cắp tất? Nhờ lúc trộm tiền của mình á, không có chỗ giấu ấy, để vào cái tất thối, ném vào gầm giường. Thôi như thế, để tránh cho vợ nó thấy mùi đấy, nó tránh xa. Thế mà lại đến cái con chó nó ngửi thấy. Thế mà lại mất. Tiếc đứt ruột chả ấy. Thế là công toi à? Thế là cứ chỗ nào thối tha là bọn anh giấu vào đấy à? Cũng không phải đâu. Quả này về em này. Em đừng có suy nghĩ quá thế. Đấy là chẳng qua là bọn anh là giữ một cái cương vị đàn ông chuẩn mực nó mới thế, hiểu không? Thôi được rồi, anh cứ ở đấy. Có gì anh em mình giữ liên lạc với nhau, có gì anh còn phím em. Được rồi, này nếu... em phải giữ tìm tất của lão chồng em thảo nào. Cứ suốt ngày mất tất, cứ mua đôi nọ đôi kia bảo quái tất của anh đâu mới là tất đâu. Thế là, phải, thế là em phải cảm thấy là tự hào, cảm thấy là mình có một người đàn ông chuẩn mực, hiểu không? Người vợ có người đàn ông chuẩn mực như bọn anh là nó hạnh phúc lắm đấy. Em đang nghĩ là không biết thằng con em nó có giấu nhiều quỹ đen không đây. Nó đâu có vợ đâu mà nó giấu. Nó phải có vợ nó mới biết giấu tiền, hiểu không? Anh nói thế nào ấy, vừa mấy tuần trước em mua cho nó 10 đôi tất mà bây giờ tìm đó, quanh nhà, nó đi quá. Còn chưa được có 3 đôi, quả này á, chắc là nó giấu nhiều lắm, đừng, thằng này về chết đừng em. Có cái chuyện của bố lại đến đổ đầu cho thằng con, hiểu không? Thì anh bảo thế còn gì, thôi em đi về đây. Tất nào nó cũng giống tất nào. Không phải mất tất là mất tiền đâu. Đang thì vội bao nhiêu việc mà còn một đống quần áo đây nữa. Bao giờ thì mua được cái máy giặt cho nó đỡ đây. Cái bàn thì lắm. Khéo bọn này nó lại rủ đi cũng nên đấy. Cái gì sột soạt đấy nhỉ? À, cái lão này lại yểm tiền. Biết ngay mà. Hôm trước đi làm phải đưa tiền công thấy ít, mình đã nghi rồi. 200.000 có phải ít ỏi gì đâu. Cái lão này. Anh ơi,
Lão đang làm gì đi ra đây nhanh lên. Vợ gọi anh à? Nhà có hai vợ chồng, không gọi anh thì gọi hàng xóm à? Lão mở mắt ra, nhìn xem đây là cái gì đây? Ở nhà, tiền, tiền. Tiền? Thì biết cái tiền này từ đâu mà ra không? Tiền, tiền ở đâu ấy nhỉ? Em nhặt được à? Nhặt được à? Lão nhớ kỹ xem là cái tờ tiền này từ đâu mà ra. Đâu anh xem. Đây. Tiền ở ngân hàng nhà nước Việt Nam. Đúng rồi. Lão đừng có mà vờ vệt nữa. Tiền thì lão yểm đúng không? Nếu như không yểm tại sao đúc một tờ 200.000 trong áo hả? Khéo mà lằng nhằng, thường ngày đi làm ngày nào cũng yểm tiền ý. Mà nhá, mấy lần trước tôi dọn nhà, quét gầm tủ, gầm giường, lần nào cũng có tất thối nhét tiền, tôi đã tha rồi nhá. Tôi nói cho lão biết, nếu mà lần sau mà còn cái tật mà giấu tiền này á, tôi không để yên đâu. Thế là không phải chó cắp à? Thế à là còn quỹ điên. Lần sau nhá, mà còn cái kiểu tiền ông tiền tôi nhá, thì cho về nó sản xuất luôn. Thế mà anh lại cứ đổ oan cho con chó nó cắp tất thối của anh. Lão liệu thần hồn, giặt quần áo đi tôi điên con. Nhưng mà tiền này là tiền của anh cơ mà. Tiền nào là tiền của lão? Về cái nhà này ấy, tiền của vợ hết nhá. Làm gì có chuyện tiền của lão. Chị phải trả cho anh chứ, anh đi làm bao nhiêu công sức bỏ ra được có ít tiền để đó mà xin vợ thôi mà. Mất tiền lại còn phải ra quần áo nữa. Sao mình lại khổ thế này, kiếp đàn ông sao lại khổ thế này. Thế là mất hết rồi. Mất thật rồi. Mất hết tiền rồi. Không còn gì nữa. Rõ ràng là mình kiếm tiền ra cơ mà. Sao kiếp đàn ông muốn làm đàn ông chuẩn mực mà trao nó lại cứ phải trộm tiền của mình tiêu ơi. Tiền ta kiếm như nước mãi trắng tay là sao? Bởi vợ tinh vi quá trời. Tiền giấu ở tận thôi mà vợ cũng người thấy. Ôi ta biết tình thế nào đây? Tiền ta kiếm như thế không biết giấu vào đâu. Sao giờ đây đau nhức đầu? Đàn ông ta là thế, dù cay đắng sương gió cũng phải trộm tiền của mình tiêu. Ta không mang tội lỗi, sao thân ta giờ đây mang tiếng trộm tiền của vợ con? Ta không mang tội lỗi, vợ ơi anh sai ở đâu? Sao cứ bắt anh trộm tiền anh? Ta không mang tội lỗi, sao thân ta giờ đây mang tiếng trộm tiền của vợ con? Ta không mang tội lỗi, vợ ơi anh sai ở đâu? Sao cứ bắt anh trộm tiền anh? Nghĩ đổi sao mà nó cay nghiệt thế không biết. Muốn làm một người chồng chuẩn mực thôi, trộm tiền của mình tiêu mà cũng phải mang tội lỗi với vợ. Ok. Thế là mất hết tiền rồi. Tao đi kiếm tiền ra cơ mà. Mà tao tộp tiền của tao chứ tộp tiền của ai đâu. Tiền ta kiếm như nước
Mai trắng tay là sao? Bởi vợ ta tinh vi quá trời. Tiền dâu ở tật thôi mà vợ cũng người thấy. Tiền ta kiếm rồi. Chả thế còn gì nữa. Ê, sao lại chả thế? Chọn tiền của mình tiêu, đấy là một cái gọi là truyền thống của đàn ông đích thực ấy, hiểu không? Ủa giời, tiền của mình thì mình cứ thế lấy mà tiêu thì phải trộm. Thế anh hỏi em, kinh tế gia đình, tiền to tiền nhỏ thì ở nhà em thì ai giữ? Em giữ chứ còn ai? Chả thế còn gì nữa, ở nhà anh cũng thế. Chứng tỏ là em giữ đúng không? Vâng. Thì là chồng em thì 100% nó cũng không thể khác anh một tí nào. Nó kiểu gì nó cũng phải có quỹ đen, hiểu không? Thôi chứ rồi, anh thấy lão ấy có quỹ đen à? Lão ấy nói chuyện với anh à? Chả chứ... phải nói. Không phải nói gì nữa. Cái lão này về phải chết với em. Sao lại có gì lấy tiền gì làm quỹ đen? Cái loại đàn ông gì mà tiền của gia đình mà cầm tiền ra để tiêu vớ tiêu vật. Lão này cứ để đấy. Không. Anh, không để thế được. Anh đàn ông đàn an. Anh nói là đấy là những thằng đàn ông nó chuẩn mực thì nó mới phải có quỹ đen thôi. Còn thằng đàn ông mà nó chả ra gì thì nó không biết giữ quỹ đen, em hiểu không? Mà sao anh nói? Mà sao anh nói kiểu gì mà nó cứ mâu thuẫn rồi lẳng nhang nhẳng chả hiểu gì ấy. Sẽ chuẩn mực thì lại có quỹ đen mà thằng không chuẩn mực thì lại không có quỹ đen. Thế là thế nào? Thì bây giờ nha, anh phân tích cho em nhỏ nhất bằng cái móng tay của anh nha. Là thằng đàn ông chuẩn mực là nó biết thương vợ, hiểu không? Nó đi làm về được 10.000 đúng không? Vâng. Nó phải giữ cho nó 2.000 đúng không? Bởi vì mối quan hệ của nó còn bạn bè anh em, cỗ bàn, nhậu nhẹt, chén nước chè, chén rượu. Ôi giời ơi. Nhớ bọt, hiểu không? Anh ạ. À, tiền bây giờ anh đi làm về hay chồng em đi làm về cứ đưa tất tiền cho em, xong muốn đi quan hệ với ai thì cứ bảo vợ, vợ lại đưa cho, gì mà phải ăn trộm mới lại để lại 2%. Anh nói luôn đấy. Anh hỏi là tại sao đàn ông chuẩn mực lại phải giấu quỹ đen đàn ông? Chồng thì có phải là nó mất danh giá của thằng đàn ông không? Mà thằng đàn ông ấy mà nó gọi là không chuẩn mực ấy thì là những cái thằng đàn ông là nó có bao nhiêu tiền đưa hết cho vợ. Thế là đi đâu kể cả nó đánh bài nó bảo vợ đưa cho mà không đưa, nó đấm cho vỡ mồm ấy. Yeah. Này em nói cho anh biết nha, em thách lão Phong thì em dám đấm em vỡ mồm đấy. Chẳng qua là nó cũng chuẩn mực như anh thế thôi. Chuẩn hiểu mực. Không hiểu vấn đề chưa? Vẫn chưa hiểu lắm. Có nghĩa là nó chuẩn mực như anh. Nó biết trộm tiền của mình tiêu, hiểu không? Ok. Tiền ở đâu ấy nhỉ? Em nhặt được à? Nhặt được à? Lão nhớ kỹ xem, có biết cái tờ 200.000 ở đâu mà ra không? Đó, anh xem nào. Đưa đây. Đừng có mà cầm vàng nữa. Rồi, đấy. Ok. Ôi ta biết tình thế ôi nào ta, đây. Ôi ta biết tình thế nào đây. Ok.